không tưởng, màn hình tràn bốn cạnh tuyệt đẹp. Concept iPhone 12 Pro mới nhất của Android Leo được Concept Siphone giới thiệu, khiến các iFan bị hút hồn từ cái nhìn đầu tiên. Đoạn video trình diễn mẫu iPhone 12 Pro với thiết kế hoàn toàn mới, màn hình 6,4 inch Super Retina OLED tràn bốn cạnh, nơi người dùng có thể thực hiện các phím chức năng trên màn hình cảm ứng thay vì các phím cứng như hiện nay. Mẫu iPhone 12 Pro này cũng không còn tai thỏ, điều này chứng tỏ camera selfie có thể được nhúng dưới màn hình. Theo các nhà thiết kế của Android Leo, iPhone 12 Pro được trang bị hệ thống camera sau 3 ống kính đều có độ phân giải 12 megapixel. Với ống kính góc rộng, siêu rộng và ống tele, máy được trang bị chip A14 Bionic. Các lựa chọn màu gồm vàng hồng, bạc và đen. Mới đây, trang Economic Daily News cho biết, Apple đang thảo luận với đối tác về máy quét vân tay siêu âm dưới màn hình cho iPhone mới.